Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714373800 Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, một trong những bản tin đáng chú ý ngày hôm nay đó là vào hôm qua, tối hôm qua, chỉ có 3 tiếng sau khi mà bị tờ The New Yorker à, tường thuật là có những cái hành vi bạo hành với bốn phụ nữ trong thời gian quen biết thì ông Bộ trưởng Tư pháp của New York đã tuyên bố từ chức thì thưa quý vị, ông Eric Schneiderman năm nay 63 tuổi. Đây là cái mốc thời gian của ngày hôm qua như quý vị cũng thấy là lúc 6 giờ 47 phút chiều The New Yorker đã tường trình cái bài báo này. Và đến 8 giờ 36 phút thì ông thống đốc New York Andrew Cuomo à, kêu gọi là ông steinemann phải từ chức và đến 9 giờ 46 phút nghĩa là chính xác 3 tiếng đồng hồ sau thì ông steinemann ổng uh, tuyên bố từ chức đây là một cái việc được xem là khá bất ngờ và coi như là một cái thất bại trong sự nghiệp đang lên của ông steinemann uh, Ông được xem là một nhân vật nổi bật trong đảng Dân Chủ trên chính trường và từ trước đến nay ông uh, luôn lớn tiếng ủng hộ cái phong trào Me Too bên vực phụ nữ vân vân và ông là người đi đầu trong cái vụ truy tố Harvey Weinstein và quan trọng nhất là ông Snyderman luôn đối đầu với tổng thống Trump. Thì trở lại với những gì mà tờ New York New Yorker loan tải, ông Snyderman bị bốn phụ nữ từng là bạn gái tố cáo là ông là một kẻ nghiện rượu và đặc biệt là trước khi mà uh, mỗi lần quan hệ tình dục thì uh, ông lại có những cái hành vi rất là bạo lực, nhẹ là chửi bới còn không là bóp ừ. cổ và tác vào mặt những người này trong lúc mà quan hệ tình dục. Thì có hai phụ nữ đã chính thức công khai danh tính, thưa quý vị. Một là bà Michelle manning Paris và thứ nhì là bà Tanya Savaratnam cho biết là họ bị ông đánh đập uh, đến nỗi là phải nhập viện, thưa quý vị. Và bạo lực đều xảy ra khi mà ông có quan hệ tình dục với họ. Bà Selva Ratnam là gốc người Sri Lanka cho biết là ông Snyderman còn đe dọa là sẽ theo dõi cell phone của bà kèm theo những cái lời đe dọa khác liên quan đến người thân trong gia đình hai người phụ nữ khác hiện nay vẫn chưa công khai danh tính nhưng mà có một người được xác nhận là một luật sư cũng khá nổi tiếng ở trong ngành bà cho biết là khi mà từ chối không đáp ứng Sniderman thì bà bị ông tác liên tục vào mặt uh, Sniderman tối ngày hôm qua trước khi mà tuyên bố từ chức ông đâm một dòng tweet lên trên Twitter cho biết là trong cái mối quan hệ tình dục thì ông thường thích uh, role play và wow. Ông nói rằng ông đều được sự đồng ý của bạn gái và ông nhấn mạnh là ông không bao giờ ép ai quan hệ tình dục. Tuy nhiên, người vợ cũ của ông là bà Jennifer Cunningham cũng lên tiếng binh vực ông Snyderman. Bà nói rằng những gì mà báo chí mô tả thì không phải là ông Snyderman Schne mà bà quen biết trong suốt 35 năm qua. À, ông rất là tôn trọng bà cũng như là ông có nhân cách rất là tốt. Và được biết hiện nay văn phòng Luật sư của quận Manhattan nói rằng họ đã mở hồ sơ điều tra ông Snyderman về những cái cáo buộc này. Bà vợ của ông Snyderman nói rằng ông không hề làm điều đó với bà và hiện nay đang lên tiếng binh vực. Và ông Snyderman hôm nay đưa ra thông cáo mặc dù À, từ chức nhưng mà đưa ra thông cáo báo chí nói rằng cái chuyện mà quan hệ tình cảm và quen biết những cái người phụ nữ này là có thế nhưng ông từ chối phủ nhận hết tất cả ông nói không bao giờ ông nói rằng không có cái việc mà chung đụng với những người phụ nữ này mà không được sự đồng ý bởi vì các cô các bà nói rằng trong lúc mà ông say rượu xong và ân ái đó thì ông có những cái hành vi bạo lực không được phép tức là bà cái bà không cho phép nghĩa là quan hệ tình dục thì bà cho phép nhưng mà cái chuyện đánh bà là ai mà cho phép cái chuyện đánh cái chuyện đó nhưng mà riêng với ông Schneiderman thì ông nói rằng không có cái hay có cái chuyện đó xảy ra à, thưa quý vị đối với chính trường quốc tế thì hôm nay nguồn tin ghi nhận được là Kim Jong Un lại một lần nữa hội kiến với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đây là lần thứ nhì chỉ trong vòng hơn một tháng qua lần trước Trước khi gặp ông Moon Jae-in, thì ông Kim Jong-un cũng đã đến gặp tận cận bình, nhưng mà lần đó chuyến đi thật là ngắn, có 24 giờ mà thôi. Lần này tin tức ghi nhận được là đã diễn ra trong hai ngày thứ hai và thứ ba, thưa quý vị. Bây giờ đã vào khuya thứ ba ở Trung Quốc và từ Pyongyang Bình Nhưỡng của Bắc Hàn ông đã đi xe lửa và băng qua một cái con đường khá dài để đến thành phố Đại Liên. Đây là thành phố nằm ở phía nam và đây là nơi có những cái cảng rất nổi tiếng và lớn. Một trong những thành phố sung túc nhất của Trung Quốc nằm trong tỉnh Liêu Ninh, thưa quý vị. Và hai bên gặp gỡ nhau để làm gì? Lẽ đương nhiên cái chi tiết của cuộc họp được giữ kín nhưng mà nhiều chuyên gia họ tin rằng trước khi gặp gỡ ông Trump vào cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 Kim Jong Un một lần nữa muốn vẫn kế với Tập Cận Bình để có thể nhờ Tập Cận Bình cho biết thêm chi tiết trong cuộc gặp với ông Trump cũng như là để xem đàn anh Trung Cộng có giận dò gì thêm hay không à việc mà ông kim jong un gặp gỡ tập cận bình lần thứ nhì này diễn ra vào lúc như chúng tôi đã thưa vào ngày hôm qua hôm chủ nhật bắc hàn đã gửi đến hoa kỳ một thông điệp nói rằng hoa kỳ chớ nên kiêu hãnh để mà tiếp tục đưa ra những cái tin tức gây đè bẹp bắc hàn họ nói rằng việc mà kim jong un gặp gỡ moon jae in và sắp tới đây muốn gặp gỡ ông trump là nhằm đưa ra cái thiện chí muốn tạo nên hòa bình cho Bắc Hàn cũng như bán đảo Triều Tiên này chứ không phải là một cái hình thức hèn nhát thua nghĩa là lép vế như phía Hoa Kỳ vẫn lên tiếng trong thời gian qua. Và khi nhắc đến cuối tháng 5, chúng ta lại nghĩ ngay đến ngày chiến sĩ trận vong Memorial Weekend, thưa quý vị. Ngày thứ hai là ngày lễ, rơi vào ngày đúng 28 tháng 5. Thì đây cũng là một ngày quan trọng bởi vì tưởng niệm tất cả những binh sĩ đã tử trận trong mọi cuộc chiến của nước Mỹ và trong đó có cả cuộc chiến Triều Tiên 50, 53 nhiều binh sĩ Hoa Kỳ cũng thiệt mạng. Và nếu ông Trump chọn ngày này để gặp gỡ cũng là một cái ngày tốt đẹp. Tuy nhiên về vấn đề giữa Iran và Bắc Hàn, đó, thưa quý vị, nếu mà vấn đề Bắc Hàn tiến triển một cách tốt đẹp thì có lẽ một phần ba của giải Nobel Hòa Bình Sẽ trao cho ông Trump Nhưng bây giờ ông Trump lại dính tới cái chuyện Iran Rút ra khỏi hiệp ước này Chưa kể là rời đội Tòa đại sứ của Hoa Kỳ Đến Jerusalem và tuyên bố Chính thức Tel Aviv Không phải là thủ đô của Người Do Thái Mà Jerusalem mới là thủ đô của Do Thái Và điều đó cũng đã gây ảnh, ảnh hưởng Có thể là gây ảnh hưởng đến quyết định Để trao giải Nobel Hòa Bình Một phần cho ông Trump nhưng mà nhiều người đề nghị ngay cả bên phía đảng Cộng Hòa cũng có đắc đề cử và họ nói rằng Tổng thống Trump nên nhận được một phần của giải Nobel Hòa Bình này nhờ. Nhưng mà cái chuyện đó chỉ mới xảy ra thôi, chưa trước khi xảy ra cái chuyện mà có hơi chút xíu hụt hạt giữa cái cuộc gặp chính thức. Chưa biết ở đâu, Singapore hay là Bắc Hàn, thưa quý vị, bàn môn điếm ngay vùng biên giới và vùng phi quân sự chúng ta chờ đợi thêm chi tiết từ bây giờ đến cuối tháng năm này nói là cũng ngắn nhưng mà thật sự cũng là một cái ngày dài từ bây giờ đến cuối tháng năm chưa biết chuyện gì đã sẽ xảy ra liệu rằng bắc hàn có tiếp tục các cuộc đối thoại với phía hoa kỳ hay là hoa kỳ từ hôm cuối tuần đến giờ phút này hầu như không còn lên tiếng gì mạnh mẽ về vấn đề bắc hàn nữa và thưa quý khán thính giả vào ngày hôm qua à, trong một cái cuộc họp báo diễn ra tại San Diego gần với biên giới giữa hoa kỳ và mexico thì ông bộ trưởng tư pháp ông jeff sessions cùng với giám đốc của cơ quan ice là ông thomas Homan đã có những lời tuyên bố như sau ông sessions ông nói rằng tất cả các gia đình di dân không giấy tờ nào đang tìm cách đưa lậu một đứa trẻ vào hoa kỳ thì trước hết sẽ bị chính phủ hoa kỳ truy tố tội hình sự và bị bắt giam và rồi con cái của những người này cũng sẽ bị cách ly Ông Sessions nói là nếu mà các người không muốn bị cách ly với con cái thì đừng bao giờ đưa một đưa lậu một đứa trẻ vào Hoa Kỳ. À, ông cũng khẳng định là đây là một cái chính sách đã có từ năm 2016, tức là trước khi tổng thống Trump lên làm tổng thống và hình phạt này thì ông nói rằng cũng tương tự như là một công dân của Hoa Kỳ, bởi vì khi cha mẹ phạm tội là nếu như đứa trẻ không còn ai để mà chăm sóc thì sẽ bị đưa cho sở xã hội và ông Thomas Homan thì ông nói rằng uh, cơ quan AI sẽ tách trẻ em ra khỏi người giám hộ để mà xác nhận thông tin gia đình cũng như là uh, xem xem là đứa trẻ này có phải là uh, bị buôn người hay là không và sau đó thì những uh, người cha mẹ này sẽ bị truy tố hình sự và bị cách ly khỏi con cái thì được biết trước đó là tờ Reuters cũng đã đề cập đến cái hình thức là trẻ con sẽ bị tách khỏi uh, cha mẹ từ tháng 3 năm 2017 Tuy nhiên khi đó chính phủ nói rằng sẽ không thực hiện cái biện pháp này bởi những cái lý do nhân đạo Nhưng mà sang đến tháng 4 năm nay thì số lượng các vụ bắt giữ di dân không giấy tờ đã tăng mạnh Và Tổng thống Trump tiếp tục công bố chính sách là không khoan nhượng đối với những người nhập cư bất hợp pháp à, trước đây những người này chỉ bị trục xuất nhưng mà nay thì họ sẽ đối mặt với án tù còn con cái thì sẽ bị giữ lại do văn phòng tái định cư của người tị nạn chăm sóc thưa quý vị wow. chúng tôi tiếp tục các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo kính mời quý vị cùng theo dõi quý vị nhé.